Trong nhà và vườn của ông Nguyễn Văn Tròn, 55 tuổi, ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, có hệ thống hầm ngầm từng làm chỗ ở chứa vũ khí và nuôi giấu cán bộ những năm kháng chiến chống Mỹ. Ông Tròn là con út thứ 10 của chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Tèn, người có công trong việc vận chuyển vũ khí bằng đường bộ vào nội đô Sài Gòn. Đường hầm được cha ông Tròn và đồng đội đào từ những năm 1955 và kéo dài hơn 10 năm mới hoàn thành. Ông Tròn nói rằng cha tôi cùng mọi người trong nhà chỉ đào vào ban đêm bằng cuốc và xẻng. Mỗi đêm lại đào một ít rồi lén mang đất thừa đi giấu nơi khác. Hầm sâu hun hút dài 30 mét dẫn từ khu vườn tới nhà. Hai bên vách là đất sét pha đá ong có độ bền cao, ít bị sụt lở, chịu được sức công phá của một số bom đạn hạng nhẹ. Mình bộ đội mình á là để đánh Tết Mậu Thân là cũng từ cái hầm này mình xuất phát đi, đi vào thành phố. Ví dụ là cũng từ cái chỗ là ông Trần Văn Lai á là có chỗ qua lại đó, thì ổng cũng làm hồi trước ổng làm thầu xây dựng á, thì ổng được đi vô khu căn cứ rồi đi này kia, thành thử nó mới không có quan tâm tới. Thì thành thử ví dụ ổng dẫn đi ra về thành phố là người đó là vũ khí rồi là cũng từ đây ổng nhận vũ khí từ ấp chiến lược là ở địa bàn ở chú sâu là tổng bàn đó, là chuyển về qua. Là có nghĩa là cái vũ khí bắt đầu từ đây từ đây thật ra là ông cụ là ông Dương Văn Trang nãy á, là ông trang tí không, nói chung là ngoại hình ông làm toàn vẹn hết, chỉ ông Trần Văn Lai á là đến điểm tập kết là nhận thôi. Là ông chỉ chở qua mấy cái trạm kiểm soát được và chở về qua. Chứ ngoài ra thì mình bình thường á thì mình khó trang trí lắm, chỉ có ông già ông làm thợ mộc á, rồi ổng mới cắt giấu những cái vũ khí khéo như vậy mới qua mấy cái trạm được. Từ đây mà về tới dưới quận 3 là hàng chục cái trạm chứ đâu phải một. Con thấy là họ giấu vô trong ba cái sọt trái cây đó, hay là ba cái gián gỗ á con đó. Có thấy con có quay lại có chụp lại rồi. Còn cái hầm này á là ổng trốn suốt dưới này, là ở đây nói chung là danh giả mình ở đây á, ngoài ra là không ai thấy mặt mà không ai biết được tin tức gì. Bởi vì á ban đêm á thì chỉ mấy ổng chỉ có nước lên á, lên cái nhà này vậy không đóng cửa là hết, mà nói chuyện thầm thì thôi đó, là ban ngày trốn suốt chiếc cái hầm này luôn đó, là cơm nước và gia đình ông già ông trợ cấp nuôi. Cuối đường hầm này là cơ sở bí mật để nuôi giấu cán bộ biệt động và chứa vũ khí, rộng khoảng 3 mét vuông. Tại hầm này, thiếu tướng Trần Hải Phụng, tư lệnh bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn gia định, từng ở và đưa ra những chỉ thị cho cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân. Căn nhà gần 100 mét vuông của gia đình ông Tròn được xây dựng khoảng năm 1960, lợp ngói đỏ sừng lát gạch này còn khá nguyên vẹn. Bên trong các vật dụng bàn ghế, tủ giường phản vẫn được giữ nguyên như trước kia. Đây là bức ảnh chiếc xe bò được người lính biệt động ông Nguyễn Văn Tèn ngồi trên xe góc phải, thường dùng để ngụy trang chở vũ khí đi vào nội đô Sài Gòn. Giờ cường sẽ xuống cái hầm của nhà chú Tròn để xem thử coi có giống như địa đạo Củ Chi hay không. Đi xuống một đoạn thôi, tại vì ở đây hiện tại cái hầm nó đã bị ngập rồi. Vừa tung vô cái mở đèn là mình phải nhìn thấy nó cũng giống như địa đạo vậy đó. Dạ. Tính ra nó cũng cao hơn địa đạo chút. Bên tay trái là đi về hướng vô căn nhà phải không chú? Hơi cũng dài, tính ra cũng dài. Cái này đi ra cái chỗ mà phòng họp lại nè. Đây là cái phòng họp hồi nãy là Cường có đi xuống từ khúc trên kia xuống á. Đó. Đó cái lối đi ra. Còn đây. Cũng đi thì cái này đi dài vô căn nhà. Đây có cái nhà ba đi lên. Còn này là cái hướng đi vô trong bên trong căn nhà luôn. Đây cái hướng đi lên căn nhà. Đây là lên lại căn nhà nè các bạn.